Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Bạn trai mới của Lưu Dược Phi bị hãm hại vì từ chối yêu đồng giới. Phim bị gỡ sau một tiếng và loạt ồn ào nhức nhối. Mỹ Nam này đóng cặp với Lưu Dược Phi trong Đi Đến Nơi Có Gió. Đi Đến Nơi Có Gió không chỉ đánh dấu sự trở lại của thần tiên tị tị Lưu Dược Phi trên màn ảnh nhỏ, mà còn có tình mới của cô, Lý Hiện. Trong phim, Lý Hiện thụ vai Tạ Chi Giao, nam thanh niên bỏ công việc lương cao ở thành phố để về quê lập nghiệp. Gặp gỡ Hứa Hồng Đậu, Lưu Dược Phi, Chi Giao cảm mến và mời cô tham gia dự án của anh vì có hiểu biết sâu rộng về dịch vụ khách sạn. Cả hai đến bên nhau nhờ tình cảm cũng như chữa lành những tổn thương nhờ tia hy vọng mới. So với Lưu Dược Phi, Lý Hiện có phong độ ổn định hơn, vẫn đẹp trai nhưng đã trưởng thành, phong trần hơn xưa rất nhiều. Năm xưa anh từng là sinh viên ưu tú của Bắc Ảnh, là cái tên đầu tiên đại diện cho vùng Kinh Châu gia nhập ngôi trường hàng đầu này. Tốt nghiệp năm 2010, Lý Hiện bắt đầu diễn xuất nhờ dự án Vạn Tiện Xuyên Tâm, sau đó được đề cử giải lớn tại Liên hoan phim Bắc Kinh. Thế nhưng, phải đến tận Cá Mực Hầm Mật năm 2019, Lý Hiện mới nổi tiếng toàn châu Á, một bước đi lên thành cái tên được săn đón hàng đầu. Tuy vậy, theo sau Lý Hiện lại là chuỗi những ồn ào đáng tiếc. Thời định điểm khi Lý Hiện được cho là bị cấm sóng, hãm hại ảnh hưởng đến sự nghiệp là khi anh nhìn dáng đến Lưu Thao, phó chủ tịch của công ty Hoa Nghị Huynh Đệ. Tin tức khi ấy nổ ra rằng Lưu Thao đã chấm Lý Hiện và muốn bao nuôi nam diễn viên. Thế nhưng Lý Hiện đã thẳng thừng từ chối bằng lời lẽ cay độc nhất. Thậm chí còn có tin Lý Hiện nội đoá, có xô xát với các quan chức cấp cao tại tiệc rượu rồi bỏ đi. Vì từ chối quy tắc ngầm nên nam chính Cá Mực Hầm Mật bị hại, không còn được săn đón như trước. Tuy nhiên, mọi chuyện cho đến nay vẫn chỉ là đồn đoán, người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng. Ấy vậy mà vẫn có một sự thật tồn tại, sự nghiệp của Lý Hiện khá lênh đênh, nhân tiếng có được từ vai gân thần Hàn Thương Ngôn, không hỗ trợ được anh trong các dự án về sau. Thậm chí nam diễn viên còn gặp xui xẻo khi có đến 4 năm phim bị xếp kho, không thể lên sóng. Ồn ào nhất là dự án Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ đã hò hẹn lên sóng bại bại 49 lần, nhưng bất thần. Đến ngày 19 tháng 7 năm 2022, IG bất ngờ đăng tải 6 tập đầu của phim mà không bỏ trước, nhưng rồi gỡ tất cả trong một tiếng sau đó. Những người hâm mộ của Lý Hiện trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, sau cùng vẫn là nỗi xót xa đọng lại. Anh chàng vẫn còn một vài phim đang chờ thời, gồm Luyến Khúc 1980 hay Ba Chữ Cái đóng cùng Dịch Dương Thiên Tị. May mắn thay, Đi Đến Nơi Có Gió đã thuận lợi ra mắt chỉ trong chưa đầy một năm kể từ khi đóng máy, phần lớn nhờ vào thiện cảm của Lưu Dược Phi. Song khán giả vẫn khó có thể quên được những ồn ào trước kia của anh nhờ có phát ngôn xúc phạm cộng đồng LGBTQ+. Thích theo dõi những người nữ diễn viên phim người lớn trên mạng xã hội, có nhiều câu nói tiêu cực, lăng mạ phụ nữ, điển hình là Thăng Duy hay những lần yêu đương thị phi. Vì vậy, dù đã trở lại màn ảnh nhưng độ bàn tán của anh so với Lưu Dược Phi ở Đi Đến Nơi Có Gió khá thấp, khó. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.